Phất đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, hoan nghênh những bước phát triển trong quan hệ song phương và nhấn mạnh hai nước cần chia sẻ những lợi ích chung trong việc thúc đẩy quan hệ lên một tầm cao mới trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần tiếp tục phát huy tiềm năng to lớn trong lĩnh vực hợp tác này và mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập CSP. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế đa phương, cùng nỗ lực xử lý các khác biệt, tranh chấp, kinh tế, thương mại trên tinh thần đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và cần tính đến lợi ích chính đáng của nhau. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kurt nhấn mạnh, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một trong những thành tố chính trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Ông Ron Kurt đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội và khẳng định, chính phủ Hoa Kỳ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư. Ông Ron Kurt bày tỏ mong muốn hai bên cùng với các đối tác khác sớm kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vào chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Ron Kurt, đại diện thương mại Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng chuyến thăm của ông Ron Kurt sẽ đưa ra những cơ hội để tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới và nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Đồng thời khẳng định, chính phủ Việt Nam rất coi trọng đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và mong Hoa Kỳ sớm ký kết hiệp định này. Về phần mình, ông Ron Kurt đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam qua 13 vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương PPP và khẳng định, phía Hoa Kỳ cũng đã thảo luận với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về một số vấn đề nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình đàm phán. Tuy nhiên, do hiệp định đòi hỏi những chuẩn mực cao và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế thương mại, nên Việt Nam cần tiếp tục mở cửa nền kinh tế, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và tăng tính công khai minh bạch, cũng như hoàn thiện các quy định về lao động theo nội dung mà hiệp định yêu cầu.